Được luôn. Cuối cùng thì cũng đã được luôn. Hello, hello mọi người nha. Em chào các chị. Hello mọi người. Phương Anh Lê. Hello, hello mọi người. Phải bao nhiêu em? Váy này là 900 chị gái á. 900k chất tơ đẹp luôn. Màu này chụp ảnh rồi, auto rồi mà nó nhẹ mát lắm. Mát nhẹ. Không nóng. Chất tơ con xịn. Bộ vest kia treo size to không em? Size to chưa? Size đấy là size 38. Size 38 tương đương với các chị về có vòng eo khoảng 76 76, 77 quay trở về là ok la đấy. Thôi không phải trong mắt đâu. Mọi người vào nhá. Mọi người vào, mọi người cho anh thông xin một nút chấm tương tác nhé mọi người. Mọi người vào đi ạ, mọi người cho anh thông xin một lớp nút chấm tương tác để tình yêu nhạc. Eo chị 80, eo chị 80 ok đấy chị ạ. Eo chị 80 con đấy ok, size M là ok, size 40 là ok. Em chào chị Hoa nha, em chào chị Hoa Anh. Con này xinh cực này. 65 cân cao 1m63. Ôi dồi, chị ơi 65 cân cao 1m63. Có là chị order lên con size L đi ạ, cho nó chắc ăn. Chứ con size 40, 42 chứ, à size 40 ấy. Còn size 38 đấy em sợ không ok đâu. Sợ không ok đâu chị ạ. Size L đấy nó order nhá chị. Là váy góc eo vờ vơ vào đây cho anh nha. Hôm nay em sẽ tập trung lại một ít váy. Nốt một ít váy nhé mọi người nhá. Đấy, hôm nay mặc váy thả tóc ra cho xinh gái. Đẹp nhờ, đẹp nhờ. Thôi mọi người ơi, tập trung váy góc nha. Chị nào lấy váy này ở em. Chị nào lấy váy như em không đang mặc ở em nha. Cái váy này nó rất là bay, rất là nhẹ và rất là thích luôn. Hàng Walter cao cấp nhé mọi người. Walter cao cấp. Màu của nó rất là xinh. Màu này thì siêu nổi luôn ạ. Siêu nổi luôn. Và không bị béo. Size L á, eo tầm 83 84 vẫn ok chị ạ. Eo tầm 83, 84 vẫn ok. Chị nào lấy váy chốt đơn hộ em nhá. Chị nào lấy váy chốt đơn hộ em này. Em chào chị. Váy này giá 900 chị ơi, váy này giá 900 nhá. Siêu xinh. Có size đúng không? Có size ML 2 size ạ. Váy nhà em có ML 2 size, em đang mặc là M nhá. Size L nó rơi vào khoảng 60, 62, 63 cân quay trở về mặc được ạ. 60, 62, 63 con size M này tầm 58 cân, 58 cân quay trở xuống thì mặc được size M. À, tầm 63 cân quay trở về thì mặc được size L ạ. Order có giống set sẵn không em? Dạ em cam kết 100%. Chị order loại nào thì sẽ có loại đấy. Loại này là loại 2450. Còn chị order loại 2450 thì em sẽ trả là 2450. Em sẽ chụp cho chị xem hàng 2450 để chị có thể đo. Còn nhà em bán hàng thì chị biết rồi đấy ạ.
Loại nào thì em bảo loại đấy, chị có nhu cầu mua loại 1,8 triệu thì em sẽ order một loại 1,8 triệu nhá. Ok chưa? Chị ơi, nó rơi khoảng 1 tuần đấy ạ, rơi khoảng 1 tuần. Chị nào lấy váy của em đang mặc thì chốt đơn hộ em nhá. Các chị ơi, ai lấy váy như em không đang mặc thì em mời các chị chốt đơn này. Trời ơi, nó xinh phải nói là phát hồn mất mất luôn. Cực đẹp ạ. Chị nào lấy nhanh tay nhá. Ok, chị Lê Thị Nga 900, rất bay và nhẹ. Bên trong có lót này mọi người này. Bên trong có lót của nó đẹp luôn. Nó rất là bay ạ. Trời ơi, biển gọi hoặc là đi chơi đi trước các thứ thì rất là ok la luôn. Không bị dài quá nhá các chị nhá, nó không bị dài quá. Em mặc vest đẹp đi em. Cái vest đấy em không mặc lên được ấy chị ạ, nó rộng, nó rộng. Hôm qua em có mặc set màu be chụp ảnh quay mẫu rồi đấy ạ. Chụp gửi chị xem nhé. Chị ơi, ok chị, em sẽ chụp cho chị. Tiếp nhá mọi người nhá. Ai lấy váy như em không đang mặc thì chốt đơn của em này. Nhà em có ML 2 size nhá các chị nhá. Và giá của nó là 900.000. Mọi người ơi, tranh thủ đi ạ. Cái váy này cực kỳ đẹp luôn. Em sang cái váy thứ hai, cái váy này còn một cái nhá. Về đúng một cái đúng không? 900.000. Cái này cực đẹp luôn, 950 một size. Một size nhá. Các chị người nhỏ gọn gọn nhỏ nhỏ 60 cân nhưng cứ người gọn gọn nhỏ nhỏ quay trở về thì chốt đơn cái váy này cho em. Cái này không hẳn là đi biển ạ, mặc hàng ngày cũng rất là đẹp. Con này đẹp vô cùng ạ. Về bù được đúng một con, 950.000 nhá. Em qua mẫu luôn cái váy em Tông đang mặc này. Cái này gạt được vai lên nhá. Váy này là mình tận dụng có thể đi chơi, đi chơi các thứ được, chứ không phải là chỉ có chụp ảnh sống hào không đâu ạ. Chị ơi, 5-6 cân chị có vừa váy đang mặc nhá. Váy đang mặc có giá là 900 ạ. Em có ML 2 size nhá các chị ơi, chị nào lấy váy thì báo em ạ. Cháu chào cô Nguyễn Điệp nhá. Các chị lấy váy thì báo em nhá. Váy hoa vừa rồi có mã là 6633 nhá các chị. Mã váy hoa vừa rồi là 6633. ML 2 size giá 900 nhá các chị. Đây ạ, chị sợ cho kỹ hộ em. Cái này em đang treo bằng cái mát của nó. Siêu đẹp chị ơi. Quan trọng là cái chất của nó ấy. Sóng đẹp lắm, hàng cao cấp. Hàng này là loại đẹp nhất rồi. Còn đẹp nữa thì mua ao thôi ạ. Đẹp nữa thì là mua ao thôi. 60 cân vừa váy hoa size L không đã thoải mái nhé chị Phạm Thu Phương. Cái set này của nhà em là eo tầm 78-80 quay trở về nhá. Cho các chị khoảng 60 cân quay trở về thôi. Khoảng 60 cân quay trở về thì mặc được set này. Còn size L ạ. À còn size 38 á. Chị nào lấy váy này thì chốt đơn hộ em này. Chị nào lấy cái váy em không đang mặc thì chốt đơn hộ em nhá. Thật sự là cái váy này nó quá xinh luôn. Nó siêu xinh luôn, 950 một con. Chợ ok cô Nguyễn Điệp, váy là size L. Váy em mặc ok có một con thôi ạ. 950.000. Nhẹ tanh, nó là tơ nhá mọi người nhá, nó là tơ về mọi người chỉ có giặt tay của em nha. Cái này nó là tơ ạ, nó không phải là lụa, à nó không phải là vải nhá. Tiếp của em ạ. Đây con hoa hoa này. Váy hoa này nhẹ tênh nhưng mà bị sót. Cái này còn bị sót kho một con này.
thân mì luôn cho các bác ạ. Con này thì em bị sót đấy mọi người nhá. Lấy về nhưng không biết luôn. Đây này nó bị đấy này. Lấy về không biết để trong kho nó còn đang bị đây, bị dính một sợi, bị nhỗ một sợi vải nhá. Hàng lấy vào là 1350, em bán tặng luôn 800. Hàng lấy vào là 1.350.000 rồi, tơ xịn luôn. Cái này nó là tơ xịn luôn nhá mọi người nhá, tơ cao cấp, nhẹ tay luôn, mát nhưng không mặc gì. 1350 em bán tặng luôn các chị luôn. Là gì ạ? Lấy vào là 1350 bán tặng 800. Đang bị rút này. Chị nào đồng ý thì ok. Cái này chỉ cần lấy em rồi em sẽ em lấy vật rồi em hơ đi là hết hết. Chị nào lấy ơi em, con này cho chị nào eo tầm 70 71. Eo 71 quay về. Chị Trúc Hạnh ok, vải hoa, vải hoa. Bộ vest đen bao nhiêu tiền? 2.450.000 ạ. Cúc ngực 38 màu đen nó hết sắp mất hàng rồi chị ạ. Hai cái gì đây nhỉ? Chị vừa nói bao nhiêu nhỉ? 800. 800 ạ, chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. Chị nào lấy em năm ạ. Eo 71. Eo 71 cái này không đổi được đâu ạ, thanh lý rồi này. Eo 71 quay trở về ạ. Các chị ngắm kỹ rồi post giúp em nhá. Eo 71 quay trở về giúp mọi người nhá. Chị nào lấy nhanh tay hộ em này. Em lên tiếp nha mọi người. Các chị ơi, mua hàng kèm số và ngắm kỹ giúp em nhé. Nhất là những cái váy mà bên em báo là sale đấy ạ. Chị lấy váy. Chị ơi, chị lấy váy nào đấy chị? Váy hoa treo phía sau có giá là 900 nhé các chị. Em có ML 2 size ạ. Nào lấy váy hoa 800 thì phải chuyển khoản luôn giúp em nhá. Chị Lê Thủy có được váy tơ ạ. Có hai con, có 1050. Chị Lê Thủy có được váy tơ 950 rồi nhá chị. 1050 nhá các chị ơi. Chất đút lụa xịn. Còn hai con màu vàng đúng không? Em còn hai con màu vàng. Chị nào lấy con này ơi em nhá. Chị có được bộ vest đen không em không? Được rồi chị ạ, váy hoa đỏ like chưa em, váy treo em like rồi, like ngay từ đầu tiên luôn rồi chị ạ. Chị Đào Nguyễn váy hoa 800. Cho chị ta xem lại cái con váy hoa đen kia. Ok, con này đẹp mà chị. Nó rất là bay váy. Rất là đẹp luôn. Rất xinh ấy chị ạ. 900.000 à. Con này bán tặng mọi người 950.000 nốt hết ạ. Hai con đúng không? Hai con. Váy hoa vàng giúp em nhé. Hoa vàng ạ, 950 nốt ạ. 1050 bán 950 nốt này. Con này thì mặc siêu siêu sướng, mặc ở nhà cũng mát luôn. Chất của nó là đuôi xịn luôn, đuôi tằm xịn luôn nhé mọi người nhá. Đuôi tằm xịn sò luôn nên là mặc ở nhà cũng mát luôn. Và mọi người không cần phải phải kiểu trễ vai đâu. Mọi người không cần phải trễ vai đâu ạ. Mặc sướng lắm. Cho chị xem bộ vest, bộ vest hiện tại là em còn cổ rộng không em, cái con kia không. Con đấy mặc bình thường tròn cổ được. Hoặc là bệt vai đều được, con đấy thì bình thường, không bị rộng cổ quá nhá chị nhá. Rất là ok la. Chị nào lấy con này ở em nha. 1050 bán tặng 950.000 này. Xuất sắc. Nhẹ nhàng vào đây. Chị váy hoa vàng, ok chị Hiền Hòa một con hoa vàng. Có hai con là thôi. Cái ơi, này đốt xuống đi cháu. Các chị ngắm kỹ giúp em. Túi cốp Chanel nhỉ. Ok, túi cốp Chanel. Đẹp nhờ. Con này hơi xinh luôn đấy. Này, con này quá đẹp. Con này còn một con, chị nào lấy lốt đi ạ. Chị chuyển khoản cho em bộ 980 nhé. Người 60 cân. Vâng ạ, chị cứ chuyển khoản đi. Chúng ta chuyển khoản xong rồi chị ơi em. Chị nào lấy nhanh tay hộ em. Cực xinh luôn ạ.
quan trọng nhá các chị ơi, lấy váy về mặc đẹp nhưng mà cũng phải, có nghĩa là những cái mặc để chụp ảnh thì nó khác, còn những cái mà mình mặc để mà các chị mặc được thường xuyên ấy và mặc được thời gian lâu ấy các chị ạ, à, thì các chị phải là gì ạ, phải mua những cái chất ok một tí thì các chị mặc được, còn những cái chất kiểu váy trong chất mặc vào nó cứ sạp. Em nói thật, em có bán một con váy hồng đúng thật sự là đắt nhá, mà mặc vào kiểu kính nói luôn các chị ơi, chỉ mặc độ lửa tiếng 30 phút rồi thôi, chứ bảo mặc khoảng nguyên ngày, em nói thật với các chị, nói thật đi, khéo em tăng sông túi áp chết toi thật, em nói thật các chị đấy, em mặc váy nó bị như thế luôn. Em có cho, em cho cổ áo lên chị xem. À đây ạ, tôi có đựng vừa điện thoại không, có em điện thoại 12 Pro, 13 Pro là vẫn vừa nhá, Pro Max á là vẫn ok em ạ. Đưa con cốt được chân em cho cô. Cái váy hồng hồng kính kính rồi nhỉ, nào ta cái đấy để lại mặc thanh cảnh đây ạ. Vừa luôn, có nghĩa là cái này nó mà đựng vừa thôi, vừa khít luôn nhỉ, chiều ngang này đó, đây vừa khít em ạ, và nó vẫn còn rất là rộng. 60 cân à, váy này có vừa nhá chị gái ơi, 60 cân con này bằng mặc thoải mái luôn, 60 cân đấy luôn size này ạ, còn cái size kia nó nhỏ hơn là xíu. À, quên lại cất điện thoại đây xong rồi lại đi tìm ốp. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. Giờ chị xem váy hoa đỏ á. Một cái chị Thanh Hiền ơi, mua hàng kèm số điện thoại hộ em. Ok chị gái. Chị mua hàng nhớ. Cái này còn một cái. Các chị mua hàng mình nhớ cho em số. 900 chị ơi, cái này 900 nhá. Cái này nó là von tơ, còn cái này nó là chất đũi. Nó là chất đuôi tằm xịn luôn, mặc sướng lắm, mềm chất, quay máy, giặt máy các thứ thoải mái luôn. Còn bọn này thì giặt tay hộ em nhá, cái bọn này thì giặt tay hộ em. Váy hoa chị nào lấy ới em ạ. À. Và em mặc thanh ý lốt 950 hết hàng rồi chế. Hết hàng rồi, nào lên con váy dây hoa này lốt này. Chị nào mua thì chốt lốt thôi em cái. Con đất loài tuyệt vời nên tập sẽ mặc thanh ý. Các chị ơi, mình mua hàng nhớ kèm số giúp em nhá. Khách hàng mới hay là khách hàng cũ cũng kèm số giúp em nhé các chị. Chị Nhung quay ra cái máy, chị hỏi cổ không rộng đâu chị. Con này đẹp lắm chị Nhung quay ạ. Con này tầm vừa các chị đẹp mà. Các chị xin mua hàng mình nhớ cho em số nhá. Con này eo 71 trở xuống chốt đơn nhá, eo 71, 72. Kéo lên hông cô tí cho. Đáng thương. À. Nói hết chưa? Đây mọi người ơi, kiểu ngực lép thì các chị kéo sâu cái này xuống cho đây. Đây. Đó. Đâu. Cái nơ này thích kiểu gì nhỉ? Nó bị tuột ra rồi. À đây đây. Chị nào lấy cái chốt đơn của em. Siêu xuất sắc. Con này bán vừa bán vừa tặng lốt. Con này chưa mấy nhỉ? Chị nào lấy con này em vừa bán vừa tặng 800 lốt. 1,5 triệu em bán tặng luôn 800. Hoặc là cảnh chất siêu siêu mát nhá. Siêu mát luôn. Chất này thì là hàng siêu xịn sò 1,5 triệu. Em mà tặng luôn 800. Tiếp em đang đi bao nhiêu á? 600 mấy nhỉ? Có bán. Tôi em đang đi 630.000. 800 các chị ơi, lượn lờ đi chơi. Quá đẹp, chị nào hay mặc váy đi chốt đi ạ. Chị nào hay mặc váy đi chốt đi. Xinh lắm. Con này quá đẹp, chất xịn sò này rất kiểu pha kê nhái nhái đâu nhá. 1,5 triệu, 50 ý, chứ phải 1,5 triệu. Em bán thanh lý 8 lít. Hôm nay là váy thì cho cô hút tay lắm, là váy luôn.
Chị nào lấy váy với em. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. 2800 nhá các chị. Thanh có vali 800, con váy trắng này nó đẹp lồng lộn luôn. Con váy trắng này thì nó là siêu siêu đỉnh. Triệu mấy? Triệu 45 luôn. Con này thì xinh hơn mộng. Trời ơi con này thì nó siêu xinh. Chị nào lấy quất luôn nhá, 1450. Hàng siêu VIP nhá mọi người ơi, 1450 ạ. Tiệc tùng hội nghị hoặc là cưới hỏi cưới xin, là tóm lại là mặc cái gì đi đâu cũng đẹp với cái đó. Thiết kế này luôn. Siêu siêu đẹp ạ, chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. 1.450.000 một set, à một cái váy em đang mặc đây. 1450. Con váy trắng này quá đẹp. Z bao nhiêu nhỉ? Z630, giờ chị xem Z với. Chị ơi cho em tìm mấy đôi khác. Cho em tìm. Chị nào lấy váy trắng này thì ở em nha. Váy trắng không có size L đâu chị ạ. Em order về có con này là size nó tương đương với là size M. Eo tầm 72 nhá. Eo tầm 72, 73 thì ok. Như em mặc là kiểu phần về phần vòng eo là nó vẫn có độ thoải mái. Mặc thì vẫn mặc được thôi nhưng nó thoải mái. Eo tầm 72 quay trở về là ok nhất. Tầm 70-71 là đẹp, là xinh. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. Váy 1450 có mỗi một con thôi các chị ạ. Hiền Phùng Tư váy trắng ok, con này đẹp lắm. Cởi. Cho chị trước. Em lên quả váy đen này chị nào lùn lùn ấy, mặc đẹp cực, thấp bé bé, đẹp. Con này là siêu mắc mà em order đến 2.2 triệu. Các chị ơi, giày các chị hỏi đi nhá. Em có size 35-38 ạ. Nó là dép quai trong nhá, nó có một cái dây phụ. Dây phụ này là các chị sẽ bắt từ dưới này và vòng lên cái cổ chân của mình nhá. Các chị có thể để cái dây phụ này cũng được, còn không thì đi như bình thường nó cũng không bị tuột chân đâu nhá. 630 nhá các chị, cực đẹp luôn ạ. Đá của nó đã được bắn vào đây rồi nhá, không bị bong đâu ạ. 630 nhá các chị. Em có từ 35-38 nên chị nào lấy báo em nhá. Chị nào bé bé thấp thì đúng hơn. Cho
rảnh kinh khủng. Con này 2,2 triệu em bán tặng mọi người 1,8 triệu luôn. Con này nói thật với các chị này, em order về để em mặc. Thế nhưng mà khổ lỗi em mặc vào nó lại bị kiểu lưng em nó quá là dài. Đáng ra cái này nó phải vào phần vòng eo. Nói luôn nha, cái này nó phải xuống thấp xuống khoảng 3 cm nữa, nó sẽ vào vòng eo như thế này. Đó, thì nó sẽ phù hợp với em hơn. Nhưng mà nó eo cao với em. Chị nào mà kiểu như là lưng không bị dài ấy, mà thấp thấp ấy, thì các chị chốt con này thì xinh lắm. Chun thoải mái, dễ chịu vô cùng. Nó chảnh này, nó chảnh chảnh lắm ấy. Con này đẹp cực, siêu đẹp. Cho em xem lại váy trắng với. Cho em xem mũ đen chị. Mũ đen á? Chờ chị xíu. Con này đẹp lắm mọi người ơi, ai này đi chọn đi. Thật sự là em tiếc. Vẫn đi ra đây vẫn bảo là liệu của không ai mặc váy. Nhưng kiểu order về thì thôi hẳn mặc ấy. Vẫn thích con này. Siêu xinh và cái phần ngực của nó đẹp nhỉ. Thật sự cái phần ngực của nó quá đẹp. Em vẫn thích. Chị Hiền Phương Thư chốt váy trắng mà. Em biết là chị đọc chị chốt. Cho sơn lại váy trắng á. Chị váy đen. Ok, chị Hiền Phương Thư nốt váy đen. Cái này quá đẹp. Ok chị. Váy xuông. Không. Cái váy chụp ảnh tự nhiên không chị nào áo lên đây. Lấy chiếc cái kẻ. Ôi con này kiểu cứ kiểu là không mặc gì ấy. Con này vừa ngon vừa bổ vừa dày vừa xinh. Mặc ở nhà đi ngủ cũng sướng. Thật. Con này mặc ở nhà đi ngủ cũng thích này. Đấy, cái này hợp với em, rất hợp với em. Cái loại là mà váy thì phải kiểu tung tăng lè tè xòe mà kiểu không bám, không dính vào đâu ấy. Sơ lờ 2 size thích. Baby doll. Mà lại kiểu bầy sắc cầu vồng nữa các chị ạ. Váy này 57 cân có vừa nhá chị nhá. Mũ 300 em. Váy đen 53 cân á. Hết rồi chị ạ. À, có người chốt rồi chị. Chị mới vô cho chị xem lại. Bầm đầm bông đang treo 900, siêu đẹp. ML 2 size. ML 2 size. Con này rất xinh nha mọi người. Nhẹ như không có chị ạ. Nó rất là bay. Rất là bay váy. Con này siêu rẻ và đẹp luôn nhá các chị nhá. Chị nào lấy nhanh tay hộ em này 580.000. Em có ML 2 size nhá, váy đang ML 2 size ạ, 60 cân. Má 871 ạ. 871 6 là bao nhiêu nhỉ? Vừa nói bao nhiêu ạ? 580.000. Tơ ạ, 580.000 váy tơ nhá mọi người nhá. Em ơi còn rất qua vừa ra đà không em còn ạ. Chị váy hoa nữa, váy này á chị. Váy này á chị Hiền Phụng Thư, con váy Valentino, váy này hình của Valentino. Hoa là con này chị. À. Ok. Ok chị, thế nào váy hoa em còn L nhá. Chị váy hoa size L cho chị Nhung quách nốt. Ok, okay ạ. Chị Linh Tố mũ đen ok. Cái này là đi dép lê đẹp hơn đấy các chị ạ. Nói thật. Cái mũ quát này. Váy hoa treo kia em. Ok ok chị. Valentino 580. Rất xinh. Valentino 580 các chị ạ. Chị nào lấy Valentino này thì ối em nha. Còn mấy cái chú váy kiểu chụp ảnh này chị nào lấy thì ối em. Còn mấy chú chụp ảnh này vừa bán vừa tặng nốt cho các chị đi mặc đi chụp ảnh. Mấy chú chụp ảnh này này, chị nào lấy cái phầy mãi. 1, 2 3 chú. Đây một chú này
hai chú bốn chú quay chụp ảnh nặng chứ. Thế con này con đòn là của mình à? À đây nữa này các chị này, đây là váy chụp ảnh các chị ạ, 750.000 một con. Váy sống ảo rồi các chị ạ, không mặc hàng ngày được đâu ạ. Đây con này sắp tới em đi em sẽ mang, em sẽ đầu tư một bộ phụ kiện và em sẽ chụp một bộ ảnh với con váy đỏ này. Thế là con lấy cái chụp ảnh. Váy vàng còn không nhỉ? Váy vàng hết, hiện tại chỉ có màu trắng thôi, trắng và đỏ. Chị đen. Ok, váy đen em vừa rồi bao nhiêu? Chị ơi, 2 triệu 2 em bán tặng 1 triệu 8. Valentino size L, ok. Chị xem váy đỏ, chị nhung quách không vừa. Con đấy yêu dưới 71 thôi chị ạ. Ok, chúc Trần một là váy chị mặc. Rồi em số đi ạ. Mấy cái thể loại sống ảo này chỉ sống ảo thôi, không phải mặc hàng ngày được đâu. Mua hàng kèm số đi ạ. Kèm số em nữa chị. Đây em mặc váy đỏ để chị nhìn xem. Con váy đỏ tay dài tay kia thì chị không vừa. Chỉ có cái con này thôi thì vừa này. Con này đi chơi thì nhất định là phải mang đi một con để chụp. Váy đang mặc bao nhiêu á? 580 chị ạ, chất mát lắm, tơ xịn. Tơ xịn sò luôn. Cúc ngực. Thị cúc ngực ạ. Chị nào lấy ơi em. Chị ơi mua hàng cho em số đi ạ. 580.000 chị gái ạ, 580. Thế nào lấy ơi em nha. Em mặc sang cái váy á. À đây đây, nó còn có cả màu này nữa cơ. Đâu nhỉ, vừa nhìn thấy cái màu nào nhỉ? Đúng không? Có một cái màu này đúng không? Vừa treo phòng của em thôi ạ. Cái váy hoa đen đen này hết rồi chị ơi. Xếp cái đằng sau là cái này. Cái đấy hết mất rồi chị. Đây. Cái này nữa nhớ mọi người nhớ. Có hai màu. Màu này có một con. Màu trái tim hồng có một con. Trái tim hồng đấy. Có một con này em mặc cái váy bọn váy sống ảo này cho các chị. Mua lốt. Xong em cũng tặng biến váy. Ôi mọi người ơi, thật sự cái này mà đi chơi ấy sống ảo thì thôi rồi, luôn hết mọi người ạ. Cực đẹp mọi người ạ. À. Có trắng với cả có đỏ nhé mọi người nhá. Tao tu là cần một con cúc ngực. Nhất định là phải có một con cúc ngực để mặc. Với nó có cái da dây này, không sợ tụt đâu mọi người ạ. Mọi người chỉnh cái dây này vào vừa của mình nhá. Đấy em cứ bỏ thả ra cho nó dễ. Cho chị xem cái túi đằng sau. Giờ em đi có 39 không? Không có 38 nữa chị ạ. Xem cái túi đằng sau. Cái túi đằng sau là thế nào chị ơi? Đằng sau nhiều phép. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. Chị nào lấy nhanh tay hộ em ạ. Rồi thôi, mấy cái váy trắng trắng kia thôi em không mặc nữa đâu. Chị nào mua thì ối hộ em phát. Em gửi hình nhá. Chị nào lấy ơi em nhớ phải cái gì kè nhỉ? Sách kè. Sách kè nhỉ các chị ơi, sách kè này. Sách kè là mấy năm nhỉ?
con size gì? 900 con size L ạ. Chị nào lấy thì ôi em 900 em con size L nhá. 60 cân quay trở về mặc được 900 lốt. 900 chứ phải là lốt nha, 900. Váy chữ màu kia bao tiền? 580.000 em ạ. Đây ạ, à, chị nào lấy đối với em con này. Đó, thì em có cả con này nữa nhá. Con này cũng đẹp lắm này. Đó, tất cả đều là 750.000 đúng không? Em bán lốt tặng mọi người 700 lốt này. À, 3 con trắng hết. Có một con đỏ này này, một con đỏ em đang mặc và một con màu trắng nhá. Trắng dài này. Đó. Cực đẹp luôn. Giá lốt là bao nhiêu nhỉ? 700 lốt. Đây còn chị nào không muốn thì lấy sang con này là 98 hay 95? Con này 98 ạ. 98. Váy lụa tơ. Lụa tơ nhá mọi người nhá. Lụa tơ cho em ạ, à. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhỉ. Lụa tơ này mọi người ơi, ai lấy thì ới em luôn nha. Ai lấy thì ới em luôn, siêu siêu đẹp. 98. Đấy, váy em chỉ duy trì được đến đây thôi. Xin phép các chị nào bỏ qua mầm váy. Ôi trời ơi. Trời ơi em lên thế không? Không cố được váy nữa. Ok rồi mà. Gửi lên chưa? Ai em có biết đâu. Đấy rồi, gửi đi rồi, bảo nó gửi xuống thôi mà. Gửi đi sửa rồi. Trời ơi, em lên set nha, set ngay về rồi ạ. Về sống ảo ấy các chị ạ. Thật sự về đấy nó đẹp lắm, đi chơi hết bị đẹp luôn. Ok. Chị Trang á, chị Trang á, bao nhiêu cân nhỉ? Trời ơi em chọn luôn cho chị một cái hò với chị luôn. Chị cho cân nặng nên em chọn luôn cho chị một cái. Em nói thật mặc và mặc thì xấu xấu thế thôi nhưng mà chọn cũng chuẩn phết. Chọn cho ai cũng chuẩn phết chị ạ. Siêu xinh. Tí nay xong em chưa gửi cho bạn thì không ấy được. Chẳng đó có size của chị không đang cầm. À có, size đấy là size nhỏ chị. Thế này có size của chị luôn này, có một còn một con đúng không? Còn một con này chị. Con này là size của chị luôn ấy ạ, size nhỏ nhá. Size này 58 cân quay trở về mặc được. Từ 48 cân đến 58 cân mặc được con trắng này. Con này hơi bị xinh luôn. Mặc nó rất là mát, mình mặc hàng ngày được chứ không phải là mặc đi chơi không đâu ạ. À.
Ok chị. Chẳng đi đâu, auto đẹp luôn chị ạ. À? Chị Nhâm, đây cầm cầm cầm. Xếp bộ em đang mặc nhá. Bộ 250 SML 3 size. Phải chưa là? Siêu đẹp luôn, chị nào lấy set này chốt luôn một em nha, mua 250. Váy hoa đỏ lúc đầu em hết rồi chị ạ. Váy trắng bao nhiêu đấy chị Thông? Cái váy trắng vừa dâu á, 980 nhưng chị hết hàng mất rồi em. Cái này xinh cực mọi người ơi, con này quá trời xinh luôn. Hàng bao VIP chuẩn xịn nhá, 1.250.000. Có S, có M, có L, 3 size. Chị ơi, váy trắng đấy em hết mất rồi. Để chẳng lấy em hết mất rồi chị gái ơi. Dạ. Em hết mất rồi. Cái váy hoa đỏ hiện tại là em hết. Nhưng em có con Valentino này này, đẹp thần sầu luôn này. Con này là 1.7 triệu, bao nhiêu tiền này? Con đấy ạ, à, 1.650.000. Con này là con Dior. Váy trắng em còn chỉ còn váy trắng sống ảo thôi các chị ạ. À. Em chỉ còn váy trắng sống ảo thôi, có nghĩa là chỉ mặc đi chụp ảnh thôi, còn không mặc được hàng ngày. Chị nào lấy chốt đơn con này cho em nha. Xét bộ này thì em nói luôn với các chị nào là bao phê đến toàn tập. Bao phê đến toàn tập, bỏ cái này. Bao phê đến toàn tập luôn ạ. À. Chị nào lấy nhanh tay hộ em. Xét chờ nail ạ. Sẽ trở nên cao cấp ML chị, các chị ơi đang sẵn nhá, đang sẵn. Mình có thể mặc mở này, có thể mặc đóng cúc mà cũng rất là ok la. Chị nào lấy set này chốt đơn nhá, này đẹp lắm. Ngừng ngừng. Đang đủ size nhá các chị. Hiện tại đang chị nhập của em rồi, đẹp mê lắm em ạ. À. Em cảm ơn chị, bộ này phê nhờ. Bộ vest lụa 98 về chưa em? Đã chưa về chị ơi. Em đang mong mỏi mòn đây này chị ơi. Cái này quá đẹp luôn. Cái này đi đâu siêu siêu chẳng. Trời ơi, đeo con quả cốt Chanel nữa thì hết đi chấm. Đây. Cực xinh ạ, à. Chị nào lấy nhanh tay của em nhá. Sếp đang mặc, chị nào lấy báo em nhá. Em đang có còn một cái váy trắng nữa mà. Cái trắng gấm ấy. Mang đây chị bác luôn. Cái chàng gần đấy chị bác luôn. Các chị ơi, bộ em đang mặc rồi. Không, shop em mở bao bì chị ơi. Shop em mở trên bao bì nhá. Lấy ra đây cho chị. Cái này phải đi đôi Chanel mới hợp. Cái ơi, đưa cho cô đôi Chanel kia cả. Đi đôi Chanel hợp luôn. Hợp luôn là đôi coi trong này. Chị nào lấy bộ này nhanh tay hộ em nha. Đã về. Đấy, đưa đây cho cô. Cái ưa thì mày phải bỏ cái cây cho cô mày để cái này. Cái váy này nhá, em nói luôn, em đã mặc lửa tiếng, một tiếng. Em đã mặc một tiếng hôm sinh nhật. Chị nào lấy em bắt lại. Con này giá của nó là 1450. Em bắt lại lựa tiền. Chị nào lấy nhanh tay 1450 nhá. Bắt lại lựa tiền. Bắt lại 750 luôn. Cho dễ tính tiền. 750 luôn. Chị nào bằng cân nặng của em thì chốt đơn. Eo dưới 70 mới chốt được. Trên 70 bỏ qua. Eo dưới 70 thì chốt con đấy. Trên 70 bỏ qua. Bởi vì em không thích váy.
Chị nào lấy bộ em đang mặc nhanh tay đi ạ. À? Bộ em đang mặc siêu siêu mê luôn. Có độ nhũ đấy ạ. Ừ, phần cái phần thiêu hoa ấy. Bát 750 nhá. Chị nào eo 70 quay về mặc được báo em nhá. Mặc đây là xanh như này. Đúng rồi. Chị nào lấy bộ này nhanh tay hộ em này. Dép chị đi bao nhiêu? Dép chị đi 630. Váy trên váy đỏ là gì? Tô tô chị ạ. Chị ơi bộ này sẽ ép nhé. Có gọi xe mang xuống Sơn Đông được không? Chị Hiền Phùng, chị ơi gọi xe á. Ờ, em thuê xe ôm, chị xuống đấy chị giả tiền xe ôm cho người ta thôi nhá. Chứ giờ thì em không có ship được đấy đâu ạ. Em gọi xe ôm, sau đó thì xuống đấy chị chuyển khoản, em gọi xe ôm, sau đó thì là xe xuống chị giả tiền xe ôm cho người ta nhá. Chị ca mấy sen à, đôi này ca mấy sen á, thế thì em chuyển luôn đi để chị gọi, không chiều này không có ca 7 sen chị ạ. Ca 7 sen set này ạ, SML 3 size, chị nào lấy nhanh tay nhá. SML 3 size em nói luôn là bao vip luôn, lúc nãy em mặc gì cái bộ nó hơi bị nỗi, em lại cứ tưởng các bạn đi chưa làm, hóa ra nó bị lệch cũ ấy, em bỏ riêng cái set này ra rồi. Siêu phê bộ này, mọi người ơi tranh thủ mua đi ạ. Bộ này em nói luôn mọi người tranh thủ mua nha. Cái này các chị có thể mặc kèm với cả chân váy hoặc quần vải, phải nói là phê cho ê kéo dài luôn. Chị nào lấy thì nhanh tay hộ em nhá. Hôm nay thì em váy vóc thì là cho em xin phép là tạm dừng. Tạm dừng nhé các chị nhá. Còn mấy cái váy công sở này này, mấy cái váy vừa dạng đi chơi vừa dạng công sở này này thì chị nào lấy thì ối em nhá. Đây. Đó, đây. Xanh này, đen này, hồng này. Chị nào lấy thì ối em. Nhà em kết thúc váy nhé mọi người nhá, kết thúc váy. Hôm nay em sẽ lên Montagi luôn nhá. Chị một set em mặc chị Hiền Vũng Thư 7M ạ. Ok chị. Con này đẹp lắm, trời ơi set này đẹp lắm. Em để em về bao nhiêu lần rồi nhưng lần này mình có để mặc và lần này thì không nhiều nữa bởi vì sắp đi chơi ấy. Mặc đi chơi luôn. Lần này nó cũng có một đề này. Nỗi thì cũng phải điện thoại của cô đâu nhỉ? Này ơi. Các chị ơi, chị nào lấy set đang mặc thì báo em nhá. Chị vừa này. Chuyển khoản giúp em đi ạ. Em gửi số tài khoản trong tin nhắn rồi đấy chị. Chị vào trong tin okay, nhắn. Ok chị Thị Hiền Phùng ạ. Chị đôi 38 nhá. Ok chị Nguyễn Thê đôi 38 thêm xin số ạ. Set này của em là 1.250.000. 1250 nhá. Em bao đẹp toàn tập. Em bao đẹp bao xịn nhất luôn. Được chưa ạ? Cái, chắc là cái này xong là em cũng nghỉ luôn rồi. Xong rồi chờ sang phép thu nữa thôi. Mà hàng ngày thì còn lâu mới hết. Các chị ạ. Mang luôn cho chị. Chuyển khoản cho em đi ạ. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nhá. Nhanh tay hộ em ạ. Bây giờ em sẽ lên Sumi nhá. À quên Montagi. Ôi giời, nãy mình mượn luôn cái set này mà. Set này đang có sẵn L nhá. Bình thường là size L của set này mọi người order mới có. Hôm nay đang có sẵn L, mọi người nhanh tay đi ạ. Set này là có S này, có M, có L. Đây em đang mặc là S nha. Eo dưới 70, eo dưới 70 mặc S cho em. Eo trên 70, 71. Eo trên 71 ạ. Eo trên 71 mình mặc M cho em nhá các chị nhá. Eo trên 76 mặc L cho em nhá. Eo trên 76 mặc L cho em ạ. Kiểm tra luôn để đỡ bị dính cái bộ lỗ nhá. Vâng ạ. Mất công. Chị nào lấy nhanh tay hộ em. Nói luôn với các chị là cái này siêu đẹp. Cái này nhá, dù tóc tai kiểu gì cũng nó cũng bị xinh luôn. Và cái này đeo kính trắng là đẹp nhất. Đeo kính trắng mọi người ạ. Mọi người lên nghe em đeo kính trắng ấy, cái kính mắt viền trắng ấy là ok nhất, xinh nhất luôn. Mắt kiểu như này này, mọi người có thể đeo con như thế này của Chanel rất là đẹp. Chị nào có kính mắt vuông thì hợp, mắt nào thì đeo mắt đấy.
nhưng mà viền trắng, mắt đen viền trắng, nó sẽ cùng tông ấy mọi người ạ. Nó sẽ rất là cùng tông luôn mọi người nhá. Siêu siêu xinh. Con này một là đeo cốp. Con này nếu muốn chảnh thì một là đeo cốp, hai là đeo chuông ạ. Chuông trắng, chuông đen đều đẹp. Hoặc là sách túi classic. Đám cưới thì chị thích mặc cái nào cho được. Thanh Vân. Thanh Vân thôi, mặc đi đám cưới á. Sao lại còn phải sang chảnh chanh xả ớt nữa chứ. Chân váy. Mặc chân váy với áo ấy cho chảnh. Em tư vấn cho một mẫu chảnh. Mà đừng yêu cầu màu đi. Màu trắng thì không có. Ui, như thế này cũng chảnh mà. Nhưng mà đi ăn cưới thì đừng đeo cái túi kiểu này. Mọi người ạ, đi ăn cưới mình sẽ xách túi kiểu này cho nó chanh sàng này. Đó, chanh sàng ớt luôn. Chào lấy xách này thì chốt đơn hộ em nha. 1250. Em ơi, giày em đang đi bao tiền? Giày em đang đi là 630.000 nhá chị. 630. Váy Dior làm sao là 1.650.000. Em ơi, em cho con Dior này lên nhé. Bỏ mấy con này lên trắng đây, đây, đây. Bỏ chất cho chị đi ra em. Chị nào lấy nhanh tay của em nha. Em qua mẫu nha. Mẫu set Chanel này em qua mẫu ạ. Trời ơi, set này nó siêu khoe như thế này mà mọi người bỏ qua phí quá. Quá trời là phí luôn. Quá xinh. Thật sự set này nó quá là chảnh luôn. Chị nào lấy chị ơi em nhá. Xin phép được qua con bà mẫu. Lên mông ta ghi này. Em ơi, giày bao nhiêu tiền sao bây giờ nó mới lấy mình đấy. Quần sót luôn. Chị nào lấy báo em ạ. Dì lưng. Các chị ơi lấy đi. Các chị ạ, order chắc gì đã. Bây giờ đã còn. Mà còn được nữa thì bây giờ hơi mua. Nhưng mà bản này còn chưa muốn quay. Bản nào vừa chưa. Nhưng mà nó không phù hợp chị. Trời ơi, lên nha, lên nha, lên cái này nó đang hốt. Thank you.
Chị ơi lên mông tơ ghi nha. Ôi áo này mặc sướng mê mẩn. Chị ơi lên mông tơ ghi mẫu mới. Tại sao em có size to không có? Túi em mang bao nhiêu tiền? 2.950.000 chị ạ. Cái túi Chanel đấy là 2.950.000 nhá các chị nhá. 2.950.000 ạ. Chị nào lấy ơi em. Siêu xinh này. Cực kỳ xinh luôn. Chị nào lấy quất luôn nha. Đây. Đi chơi hoặc là gút chóp luôn. Mượn cái túi mũ cả. Mũ đen. Mũ đen là mũ trắng. Đi đâu? Ở nhà. Các chị ơi lên đơn hộ em. Áo cái áo có sợi mông. Áo này mặc mát nhá. Mặc mỏng tang, áo này mỏng lắm. Mỏng nhẹ và mát chứ không phải kiểu mông tơ ghi không nóng đâu nhá mọi người. Mông tơ ghi nào mà chỉ mặc được thu ấy, hoặc là mặc thời tiết mát mát thì em sẽ báo nhá. Hoặc là con nào mà mặc kiểu hè được thì em sẽ báo luôn nhá mọi người nhá. Con này là mặc được hè này, đi chơi đi du lịch là rất là ok này. Trời ơi rất là xinh. Chị nào lấy ở em nha. Trời ơi quá đẹp. Con này có chục con luôn đấy. Kính em đang 1350 ạ. Đôi giày em đang ghi bao tiền? Đôi giày này bao tiền? 600 mấy. Đôi giày này 580. À 580. Đôi em đang ghi là 580.000. Còn đôi 37 ạ. Còn đôi size 37 ạ. Chị nào lấy ơi con và em nhá. Áo có giá là 400.000 mọi người ơi, 400.000 mọi người ạ. Con này đẹp, siêu đẹp luôn. Chị chuyển khoản rồi nhé. Dạ ok ạ. Mình gọi cho anh Tùng bảo ấy luôn. À có size của chị không? Chị ơi chị bao nhiêu cân nhỉ? Không có 38 nữa rồi nhỉ? Cái đôi này còn đúng một đôi chứ đúng không? Vâng ạ. Còn tất 37 có qua của đôi 37. Nhà em chỉ còn 37 thôi chị ạ. Quần này là 780. Quần là 780.000. Quần đẹp lắm, hàng đẹp luôn. Hàng siêu xe, siêu xịn đẹp luôn. Quần nhà em còn màu đen còn 2 con ạ? Màu đen em có 2 ạ. 2 S ạ? 2 con size S. Màu xanh có SL ạ. Màu xanh có SL, chẳng hết rồi. Chẳng hết rồi chị ơi. Chị nào lấy ơi em ạ. Chị Đông Bùi chị mặc vừa không? Áo á, áo 60-62 cân vẫn vừa bình thường. Áo 60-62 cân vẫn vừa bình thường. Quần vì nó hết rồi em vừa bán vừa tặng nhá. Quần hết rồi em bán tặng 700 lốt. Nhưng mà không có dây lưng đâu. Dây lưng này là 1250 nhá mọi người. Dây lưng của nó đây này. Đây là dây lưng của quần. Còn em đeo là dây lưng của em. 1250 nhá mọi người nhá. Chị mặc quần hay là chân váy? Quần em ơi, quần em bán tặng lốt 700 và có mỗi 2 con thôi. Áo 55 cân mặc đẹp luôn. Áo 60 cân quay trở về, 62 cân quay trở về mặc được nhá. Áo có 400.000 mặc cực đẹp. Em nói luôn áo này cực đẹp, chất xịn nha nhà em, không có bán chất rẻ. Em nói luôn các chị quay máy tẹt vô áo này ạ. Không giãn, lười lưới nhưng không hở nhá. Không hở một cái gì luôn. Soi thoải mái. Đấy, camera soi thoải mái luôn, chạy bằng cơm hay chạy bằng ắc quy cũng gọi là soi tẹt cơ mà go luôn nhá. 400 chị ơi, có 400.000 thôi, mê lắm. Chốt đơn chị Ngọc Bích một áo có 10 con thôi ạ. Chị nào lấy ở em mỏng nhẹ mát ạ. Áo vừa thì gửi chị nhé, vừa. Chị ơi cứ dừa 60 cân. Trời ơi nó làm mông tơ ghi nó có một size thôi mọi người ạ. Nó có một size luôn nha. Ai vừa. Quá đẹp. Áo siêu siêu xinh luôn. Chị cái em mặc ok. Dây lưng chị đeo á? Ok em. Có một con đúng không? À một con dính trong nhà. Ok em nhá. Em ơi em đo eo của em luôn để xong rồi chị bấm luôn dây cho em nhá. Khỏi em đi về mà em không tìm được chỗ bấm. Bấm khuy ấy. Là nó hỏng cái dây lưng ấy, phí. Nhá. Bởi vì eo bình thường eo chuẩn của nó to lắm, không đeo vừa đâu. Ok chưa ạ? Ngân Vũ một áo, ok. Chị Hoài Thu một áo đi em. Chị Hoài Nguyễn một áo.
chị Tuy Duyên một áo, ok chị Đỗ Hương một áo, chị Trịnh Thu Hằng một áo, chị Bùi Thị Ngọc Thúy một áo. Làm gì đó từng mình rồi. 400.000 một áo cơ mọi người ạ. À. Xinh lắm. Quần này bán lốt 700 nhá. Chị Ngân Vũ lấy cái gì? Ai ạ? À Ngân Vũ một áo à, ok. Sẽ có màu trắng 37 không? Màu trắng thì không còn 37. Màu trắng thì còn 36 thì tặng. Em kiểm bảo chị bảo kiểm tra thêm đôi bữa nào là trắng nó còn sao không nữa. Chị có được nhá chị Tuy Duyên. Các chị có số là sẽ tốt được nhá. 4 lít. Rất xinh. Chị cảm thích cắm thùng thì cắm thùng nhá. Đấy. Quần siêu này quần có còn 2 con thôi, chị nào lấy thì quất luôn. Chị nào lấy thì chốt cho bà luôn nhá, em chốt đến nay rồi. Em ạ, à, em luôn đang mua cho chị Ngân Vũ ạ. Ok, chị gì đây nhở? Chị Lily một áo, chị Thủy Lê, chị Thanh ơi mua hàng kèm số hộ em. Mua hàng kèm số hộ em nhá, à, xin cục 400.000 quay máy tệ con mà khói luôn. Quay máy thì nó là tẹt con mà khói luôn, lâu vấn đề. Em mặc tiếp của mai tiếp theo. Toàn hôm nay toàn cái xinh mà tẹt luôn. Xinh chưa? Con sắt lấy kẻ ba bông nhá. Sắt lấy kẻ ba bông này. Này phần sầu. Em nói luôn chị nào mà đã mua chân váy nhà em rồi nhá, mặc với con này thì em nói thật với các chị là cạn nước chấm. Bây giờ em không còn chân váy để mặc kèm luôn, em nói thật. Không còn chân váy để mặc kèm, còn mỗi cái chân váy Celine đấy thôi. Đi với giày thể thao nói thật với các chị là cạn nước chấm luôn. Hoặc là quần sót này. Đó, mọi người có thể mix với cái chân váy này này. Chân váy này bây giờ thì mấy nhà em mới còn. Đây. Chị ơi chị xuống lấy chị. Phải cho em số ạ. Đây các chị mặc với những cái chân này đều được nhá. Ừ. Mặc với chân này cũng xinh lắm. Chân này cũng đẹp này. Đó, đây. Siêu siêu phê. Trời ơi nó phê chứ ê kéo dài tít tắp luôn. Nha, con này đi giày thể thao cho em. Khi mặc với con này đi giày thể thao cho em cho nó cá tính. Cho nó cá tính nha. Rất đẹp. Comment hộ em là ba bông kèm số điện thoại. Quần em đang mặc L77 vì mặc size L Ngọc Anh ạ. Chị ơi, xuống lấy cũng phải cho số thì em mới chốt được ạ. À. Áo chị đang mặc 3 bông, comment của em là 3 bông kèm số điện thoại cũng là 400.000 nhá. 3 bông áo 1 size. Áo 1 size 3 bông nhá các chị ơi, thích lắm, mỏng nhẹ sướng cực kỳ. Và em nói luôn tích hợp nhá, các chị mua như thế này, sau ít nữa thu đến đông về. Làm cái quả sơ mi 250. Cho ô xin mượn con sơ mi 250 nhá. Áo này mọi người nhanh tay còn ô xin con 250 cái. 400. Tay có chữ đấy. Ok chị Mào và Phúc. Mùi Nguyễn em chốt đơn đôi này á 580 em ạ. 580.000. Áo đẹp lắm ấy. Màu trắng dây dami em có size 35 và size 36 và size 39 nhá. Bao nhiêu? Có size 589 cây mờ lan da trắng. 589 á? Ok chị Hiền Phùng Thu. Ok chị Quỳnh Chi Ninh. Lấy được áo chưa? Đây đây đây. Cho một mượn một cái áo nữa đi. Mượn một cái áo. Không mặc đâu, mượn. Thấy đưa đây cho cô. Đây ạ, à, bây giờ mình mặc không như thế này thôi. Ít nữa mình mặc như thế này đẹp lắm mọi người ạ. À. Biến con mặt tàu nó vào thành set đồ phải nó trăng như tranh xà.
Em nói luôn, phê luôn. Lúc đấy các chị lại đi tìm mua sách này để đâu ra. Hết rồi. Cái này nó Monster ghi nó ra rất nhanh nha. Đặc biệt là năm nay nó lại càng nhanh mọi người à. Đến lúc mọi người mà mặc được ấy, mặc nhiều ấy, thì lúc đấy nó lại không dở ra nữa. Này, đẹp chưa? Phê chưa? Kéo dài chưa các chị? Có cả sân tận Mỹ, Úc, Phần Lan, Thụy Điển. Giày đang đi màu đen em có 37 ạ. Đấy, hơi bị xinh, hơi bị yêu nha, các tình yêu nha. Chỉ cần thêm một tí 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 thôi là ngon lành cành bưởi ngay nhé. Ok chị. Cực kỳ đẹp luôn. Ok quý, ba bông màu đen, ba bông màu kẻ đen, size gì nhỉ? Một size. Có đi size vào 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 điện thoại đi. Điện thoại của chị đâu? Không được không được. Nào lấy ba bông chốt đơn đi ạ. À, con này đẹp thật sự, là chất của nó còn em nhận hàng anh còn không nghĩ con này cái giá thành như thế này đâu ạ. À. Mùa này mặc lắm không chị bình thường em ạ. À. Nói luôn nhá, em có đôi giày 37 cho chị số điện thoại. Nói luôn là nó không mát, nó không mát như kiểu cotton được đâu. Nếu mà đứa nào mà bán mông tơ ghi bảo là em ơi mắc hơn cotton, nó là mông tơ ghi sợi mỏng của Burberry hàng hè, nhưng mà cái đấy nó mới hơi bị cổ có cả điểm chứ nó lại không như thế này, hoặc là hàng ngàn, nhưng nó siêu đắt các chị ạ. Nó siêu đắt, nếu mà mông sợi siêu mà siêu mát ấy thì nó lại rất là đắt luôn. Thường là nó phải tầm 800-900 đến hơn 1 triệu một con. Nếu như bán tầm gọi là quá rẻ luôn, 800-900 đến hơn 1 triệu một con, sắc tách mỏng thôi, bé tí đó, mỏng dính luôn. Thế nhưng mà ít lắm, mà cái loại đấy em nói thật mong manh dễ vỡ. Em là luôn nhiều chị mua về xong rồi bảo là bán áo đều ấy, bởi vì chỉ cần giặt không biết giặt phát nó chảy thề lề luôn. Em nói luôn, đó cái bọn mông hàn ấy. Đó, thế còn cái này á, chỉ gọi là ở cái mức độ bình thường. Bình thường, không phải là mát quá đâu các chị ạ. Gọi là mùa hè nắng nóng mới mặc được thôi, chứ không thể nói là mát được nhá. Đấy là em phải nói thẳng luôn. Chị ơi 400. Đó, chị nào ok thì là chốt đơn 400 các chị ạ. Mình có thể mặc được vài năm vài ba kiểu luôn. Có thể mặc với cả dép lên nữa thì mình mọi người có thể mặc với những kiểu như áo giữ nhiệt ở phía trong ấy, có những cái con giữ nhiệt đen này này. Đó, mặc giữ nhiệt đen cho đấy các chị. Cho cái này ra ngoài vẫn ngon, vẫn đẹp đúng không? Mặc là sơ mi vẫn ok, ngon sờ lành. Đó, rất là tiện. Chị nào lấy ở em. Ai lấy đi cho đơn của em nhá, 400 free size, 60 hơn 60 cân cũng vẫn vừa. Mà 40 cân thì cũng vẫn vừa nhá các chị nhá. Chị nào lấy thì ới em. Em chốt đơn. Các chị ơi, mình chốt hàng thì báo em nhá. Hết rồi chưa? Hôm trước có cái con mà 1450 đấy. Trời ơi con đấy rất đẹp. Con đấy quá đẹp luôn. Nhưng mà bây giờ thì đã hết hàng rồi. Order thì em sợ không kịp chị đi sâu đấy. Bởi vì con đấy em order khá là lâu thì nó mới về. Thank you.
Lấy ơi em nhá, em xin phép được chuyển mẫu ạ. Mua bao nhiêu hàng rồi mà gì chị em không dùng tài khoản ship tới chị thanh toán em. À chị ơi không ạ, tất cả những chị nào mà đã có đơn hàng, có lịch sử mua hàng mà đã có đơn bon nhà em thì phải chuyển khoản nhà em mình đi đơn ạ. Hoặc là chuyển khoản cọc nhà em đi đơn, còn không nhà em sẽ không đi đơn nhá. Chị thông cảm hộ em, quy định là quy định ạ. Cho mình xem lại váy treo nhé, được ạ. Bạn nào dơ ra cho chị đi. Em xin phép được qua mẫu nhé, chị nào lấy áo này thì chốt đơn của em này. Anh chị ơi, em qua mẫu áo xăm ấy, ba bông hoa nhá, 400 ạ. Váy đang treo đây nhá chị, váy đi ô. Lên tiếp em có S, M, 2 size, giá là 1.650 ạ. Làm gì em đứng lên chỗ. Chất tóc ta nhá các chị, mặc không hề nóng ạ. Chất cực đẹp đó các chị, rất là đẹp ạ. Chất tóc ta lụa nhá, 1.650 nhá các chị. Em có S, M, 2 size ạ. Con này siêu đẹp. Chị nào lấy ối em. Chờ neo xịn xò. Váy đi biển đi chị. Ố, váy đi biển vừa lên lúc vừa xong đầu tiên. Váy ra em lên đầu tiên rồi chị ạ. Chị nào lấy ối em nha. Con này ạ, 600 ạ. Mã này là mã gì em? Mã này á. Mã này là mã 798 ạ. SML 3 size 798 cho em ạ. À. SML 3 size em đang mặc là size S nha. Em không đang mặc là size S, cho các chị từ 38 40 cân trở lên là mặc được. 38 40 cân cho đến các chị 60 hơn 60 cân nhá. 60 62 cân là ok la. Cái này là chất mông tơ ghi. Mông tơ ghi mỏng nhá, mỏng nhẹ ạ. Rất là thích luôn. Cái này thì có mà quay máy đến 5 năm luôn, nó vẫn ngon lành cành bưởi ạ. Quay máy đến 5 năm vẫn ngon lành cành bưởi luôn. Chị nào lấy thì ơi em. SML 3 size ạ, 600 ạ. 600 nhá các chị nhá. Chị ơi, váy là 1.650 nhá. Không phải 650 đâu ạ. Chị nào về áo báo em ạ. 600. Các chị lấy áo thì comment lên hộ em là 798 nhá. Cái đó ok chị. Áo đang mặc có một màu duy nhất ạ. Một màu một hình duy nhất các chị ơi. Một màu một hình duy nhất ạ. Chị nào lấy con này chốt đơn nhá, con này đẹp lắm. Shop bò màu xanh size gì, có size S và size L. Dài đến đâu á? Con này dài thoải mái, không hở được đâu ạ. Còn chị mặc có size không, còn mỗi size S thôi Vi Nguyễn. Em ơi em kiểm tra trên này xem là cái này nó còn size to. Màu xanh mới còn size to. Em chỉ có màu xanh mới có size của chị mặc thôi chị Vi. Áo thun mặc có màu khác không? Không có đâu chị ạ. Có một màu thôi, màu này đẹp mà chị. Màu này đẹp, còn màu khác chị có thể chờ sang áo khác nhá. Cái này đẹp lắm chị ạ. Màu này xinh. Chị ơi, chị phải biết là cái màu này nó dễ phối ấy. Cái này mặc với những cái quần kiểu suông suông sớ sớ, hoặc những cái quần vải hoặc quần bò. Trời ơi, nó xinh như mộng luôn. Đồng hồ em đang đeo có bán là 3.2 order chị ạ. Còn cái mặt đen thì nhà em mới có sẵn, mặt xanh này không có sẵn chị ạ. Con này đeo thật sự rất bền, em thấy đeo quá bền mà. Này con đồng hồ em hay đeo nhất.
em hay đeo nhất. Chị nào lấy áo này nhanh tay hộ em nhá, nhanh tay hộ em, nhớ hộ em. Những con này chất là đầu vừa vừa ngon, vừa bổ, vừa dày, vừa xịn luôn. Okay, mê luôn. Có S, có M, có L, 3 size, có mỗi mấy con, 5 con à? Có mỗi 5 áo thôi. Chị nào lấy ok luôn hộ em nhá. Chị nào lấy áo báo em nhá. Mã áo là 798 ạ, 600 nha các chị. S, M, L, 3 size ạ. Em có S, M, L, 3 size nhá. Qua mua luôn, mẫu quần gọn luôn. Em mặc với cả quần vải cho nó thanh lịch. À quên quần bò nhá. Em mặc với cả quần vải nhá. À quần nhăn đi. Chị nghe thì nó bán đẹp. Thế nào là không? Thấy cho chị cái giày với khách cũng bờ. Ok chị Nguyễn Vân. Ui chị ơi đẹp lắm chị ạ. Ôi cái áo đấy mặc xuống cục. Okay, đi đôi thể thao cho nó sành điệu. Chờ em tí em lên đôi giày thể thao. Em đi đôi giày thể thao và cho nó ngon lành cánh bướm nhé các chị nhá. Siêu đẹp luôn mọi người ơi, ai lấy luôn nhanh tay luôn nhá. Mỏng nhẹ thích này. Mỏng nhẹ và rất rất là thích luôn. À em đang mặc Batman. Batman nhá các chị nhá, dáng siêu gọn, ML 3 size, có hai cái hệ loại chữ phối và pha. Đây là pha trắng còn đây là pha đen nhá mọi người nhá. Chị nào lấy mẫu hình nào thì các chị comment hình đấy cho em nhé các chị nhá. Lấy hình nào comment hình đấy, bỏ cái kia đi cho chị. Chị nào lấy nhanh tay hộ em này. Xinh cực kỳ luôn. Siêu xuất sắc. 789 có mỗi 5 cái thôi, chị nào lấy thì chốt luôn. Con này là mã là bao nhiêu thư đọc hộ chị mã cả? Mã đang lên là 0038 chị ơi. 0038 đúng không? 6 lít ạ, 600 00888 ạ. Các chị comment 3888 3 con 8 cho nó nhanh nhé. ML 3 size 2 màu đen và xanh. À quên, đen và trắng. Cái cổ này này là đen hoặc trắng. Em đang mặc trắng còn đây là đen này. Đó. ML 3 size chất nhẹ sướng. Mê luôn. Đơn giản dễ mặc mà đẹp. Chanh xả. Quần em đang mặc là quần nhăn 900 mấy nhỉ? 950. Cái này nó là chất mông tơ ghi ạ. Sợi mông tơ ghi nhá. Sợi mông tơ ghi cho em. Đang lên mông tơ ghi mà mọi người. Em đang lên mông tơ ghi đấy mọi người ạ. Quần em đang mặc 950, sướng lắm. Quần này thì siêu sướng. Quần này lâu lắm hôm nay em mới lại lên. Vì bây giờ mình tìm thấy. Bây giờ mình tìm thấy mọi người ạ.
cỡ L phối đen, ok chị Hương. Hương này cỡ L phối đen nhá. Quần là SML 3 size. Quần này mà có size S, size M, size L. Cái này đẹp mà. Ai lấy ối em nha. Mọi người chấm vào đây nọ em. Ôi quần em mặc đẹp lắm, chị lấy báo em luôn đi ạ. Siêu xinh. Quần này có còn nào không ạ? Quần này còn. Ai lấy ối em? Chị càng ấy con ạ. Ôi quần này sướng luôn chị ơi, quần đùi bò đen lúc nãy chị mặc bao nhiêu. Em ơi quần chỉ còn size S, chị bán nốt 700 nhá em nhá. Ok, chị áo em đang mặc size L, ok ạ. Thế này em đã hết L nhá mọi người nhá, ai lấy thì với em. Chờ lại phải chờ ạ. SM 2 size, quần là SML, quần đẹp lắm. Quần này chị nào nghe em thì quất lốt đi. Nó nhẹ chứ kiểu không có gì luôn, sướng cục. Thật sự là trong cuộc đời thì là sướng nhất là mặc cái loại quần nhăn nhăn này. Quý ơi, chốt rồi nhá quý nhá. Quần á? Quần nào trong này không có quý đâu. Lên váy treo trên dây đi, váy treo trên dây em lên rồi chị ạ. À. Em lên rồi. Chị nào lấy ối em nha, em mặc lốt thẻ đen để qua mẫu lốt này. FM 2 size chị ơi, lốt nhỉ? Chị ơi, FM 2 size đó, chị nào lấy báo lốt em ạ. Có ngồi đẹp không? Trời xinh ạ, à, chị nào lấy cho nó nọ em nhá, vừa trẻ vừa khỏe vừa xinh. Quần em mặc là hàng đẹp bà vâng, hàng đẹp chị ạ. Hàng đẹp săn là mới khó chứ còn hàng rẻ rẻ thì này dễ mua. Để dễ mua nhưng mà nó dáng nó không đẹp chị ạ. Thật sự là dáng nó mình không ưng được ấy. Chị Hồng lấy quần này đi, quần này chị Hồng chắc chỉ mặc S hoặc M thôi. S cũng vừa chị Hồng ạ. À. Áo đen ok, chị Nguyễn Vân size M nhá. M2 size đẹp lắm mọi người ơi, đẹp cực kỳ luôn. Siêu xuất sắc. Set em đang mặc bao nhiêu á? Áo em đang mặc là 600, quần là 950 nhá. Quần là 950.000. Nhân 950 sướng lắm. Đủ size SML 68 cân quay trở về em bao đẹp luôn. Cho chị áo này size S, ok chị Duyên Đinh một áo này size S nha. Quần này 950 SML 68 cân quay cho 68 cân quay trở xuống mặc được, tầm từ 45 cân trở lên nhá. Siêu xuất sắc luôn. Trên kia là cả váy liền chị ạ, váy liền nhá. Áo cổ đen size L em hết mất rồi. Chị ơi 52 cân mặc S ạ, cả bộ S luôn được ạ. Chị 61 cân vừa không, chị hỏi quần hay áo ạ? Quần thì vừa, còn áo thì hết nhá chị nhá. Đây ạ, à, áo tầm 55 cân quay trở về thì mặc S được. Tầm 60 cân quay trở về thì mặc M. Trên 60 cân mặc L cho em. Chị nào lấy thì chốt đơn hộ em ạ. À. Áo vải gì đấy chị ơi, vải mông tơ ghi ạ. Vải mông tơ ghi chị ơi. Anh ơi. Mông tơ ghi chị ơi, mình xem bạn mình xem cái gì nhỉ? Quần đang mặc chị Lệ tắm cho số điện thoại đi chị gái ơi. Quần vải nhăn chị ạ, à, nhăn xốp thích lắm. Cho chị một cái quần vải mẫu ra đây với em.
comment một dòng giúp em với. Ok, chị Bùi Thị Ngọc Thủy thế này, em hết hết size M nên hiện tại em còn size S áo màu kẻ đen ạ. Ok ạ, à, váy treo kia bạn. Áo cổ đen size M, váy này à? Đây chị ơi, chị ơi. Váy này là size gì nhỉ anh nhỉ? Có SM ạ, hôm nay là về bù SM ấy, hôm trước là hết hàng rồi ạ. Hôm cái này em like từ hôm trước rồi. Về bù SM. Đây là S. Có M. Đẹp lắm. Con này siêu chất luôn. Con này siêu siêu đẹp. Con này nó cứ rơi vào khoảng 55, 57 cân quay trở về 58 cân quay trở xuống thì là ok, duyệt được nhá. Bao nữa thì bỏ qua. Chị Bùi Thị Ngọc Thùy ok ạ. À. Chị Nguyên Vân lấy hai áo mà thưa ơi. Vâng, của chị có hai áo hai màu. Chị Lệ tắm quần size M nhá. Em cho quần ra đi. Quần đẹp kinh khủng khiếp luôn. Của chị A hai áo hai màu, à hai mã khác nhau rồi ạ. Ok. Mọi người chấm bài lên hộ em nhá. Váy đấy là 1650 chị ạ. 1650. Váy đấy mặc quanh 5 ngày tháng 4 mùa. Mùa đông thì chị chết. Mùa đông nào là lòng quá thì mặc. Chị làm lấy nhanh tay hộ em. Siêu là xinh. Áo quá đẹp. Áo con cổ trắng đâu. Mấy nốt cổ trắng ra đây cho chị. Sáu trăm nghìn chị ơi. Quần đây nhá các chị. Các chị ơi quần đây ạ. Em cho các chị xem chất quần này. Cái chất này mọi người rất dễ nhầm tưởng cái loại hơn 200 hoặc là hơn 500 hoặc hơn 600. Các chị đừng nghĩ là hơn 600 hay hơn 500, hơn 700 còn chưa phải là xịn đâu. Cái loại này là của nó là chuẩn xịn con bà đét luôn. Em bán không biết bao năm rồi. Đó, mọi người ơi mặc chán xong lại mua. Chán xong lại mua thôi. Của nó là 950.000 nhá. 950.000. 950 ạ. Sướng kinh khủng luôn. Quần này mê kinh khủng ạ. 53 cân ạ. Ok chị Hoa Mai, áo 53 cân size S hộ em nhá chị Hoa Mai nha. Đó, ai lấy thì ơi em. Chân váy con size không là chân váy nào nhiều. Chị Lào lấy nhanh tay hộ em nha. Áo qua mẫu bộ trắng hôm qua chị like mà inbox chưa thấy gì. Chị Nguyễn Hiên á. Ok chốt trên này nhé. Ok em chốt đơn đi bộ trắng không gọi điện lại. Em qua mẫu bộ này, em qua mẫu áo này nhá. Lấy luôn cái mẫu này. Áo mẫu 38 hiện tại em còn màu kẻ trắng nhá các chị. Mẫu đang treo phía sau đấy ạ. Em còn size SM nhá. 600 chị nào lấy báo em ạ. Quần thì em có đủ size SML nhá các chị, giá 950.000 ạ. Áo phía sau em còn màu kẻ trắng nhá. Màu kẻ cổ trắng đấy ạ. 600 nhá các chị, SM 2 size ạ. Chị nào lấy con này rồi em. Em nói luôn là nó gây mây dinh gút chót. Mở huy nha, mở cúc. Nó vừa là cardigan dáng lỡ, vừa là áo mặc lưng như thế này nhá. Đẹp cực kỳ luôn các chị ạ. Nhìn này, siêu chất và trẻ luôn. Chị nào lấy ối em luôn nhá. Trời ơi, siêu con ngọt xinh. Trời ơi đẹp quá, chị nào lấy thì múc luôn con này ạ. 580.000 một áo, cái con cardigan trắng lửng lửng nhá. Cardigan trắng lửng 580.000 một size, có size đấy em. Áo
áo một size nhé mọi người nha. Con này ai lấy chốt đơn đi ạ. Con này thì phải nói là thật sự là siêu siêu đẹp. Con này phải nói là siêu siêu đẹp luôn mọi người ơi. Đứng gần ngắm kỹ này. Mê luôn. Con này chân váy chân vóc các thứ cũng đẹp này. Quần vải cũng đẹp, quần suông quần sớ cũng đẹp, baggy cũng đẹp luôn đây. Cả cành luôn. Cành này quá ngon. Chị ơi trầm lên nhá, mông tơ ghi nhá mọi người ơi, chất sợi mông tơ ghi ạ. Ok chị Hoàng Hương ạ. Xinh lắm các chị ơi, con này siêu siêu xinh này. Nó lửng nhá, nhưng mà nó lại lửng dài đằng phần sau và hơi ngắn hơn phần đằng trước hơi một xíu các bạn ơi ạ. Thật sự là nó quá đẹp luôn. Trời ơi, nó mê dã man luôn ý. 51 cân thoải mái mặc đẹp luôn chị. Con này á, con này 50 cân, 60 cân, 45 cân đều xinh hết. Xinh tuốt từ tuột luôn. Ok chị Thanh Đỗ ạ. Phải nói là quá đỉnh của chót luôn. Múc đi các chị ạ, à, múc đi, múc đi, múc đi. Con này không múc phí. Con này phải chị múc. Chị Nguyễn Hằng lấy quần đang mặc size L và cho em số nhá chị ơi. Các chị mua hàng mình cho số đi ạ. Mua hàng kèm luôn số cho em đi các chị. Bốn tám cân mặc được em ạ, 51 cân mặc được ạ. Chị Thanh Đỗ ok, quần em đang mặc size L. Ủa chị Hằng ơi, chị bao cân mà chị lấy quần size to thế? 68 cân quay trở về mặc được quần này đấy chị ạ. 68 cân mặc được đấy chị ơi. Chị bao nhiêu cân đấy chị ơi? Size L quần này tương đối to nhá. Quần này to đấy chị ạ, quần này nó dễ mặc. Nó không form, nó không phải là to quá nhưng kiểu nó dễ mặc quá chứ ạ. Đấy, bé tí mặc quần này vẫn đẹp mà to đùng mặc quần này cũng xinh. Cái kiểu kiểu như thế nên là các chị ơi, ví dụ như là 60-62 cân 60 cân thì mặc mờ vẫn được. Đấy, hoặc 61 cân mặc mờ vẫn được. 68 cân mặc lờ vẫn còn xinh mà. Nên là mọi người cân đối quần này size rộng quá mặc nó lại bị bùng bình ấy. 58 cân mặc mờ thôi chị. Ok chị, không nói rộng quá. Con này hết size. Chị nào lấy ối em nha. Áo này bao nhiêu? Áo là 508 thôi mọi người ơi. Áo này mọi người bỏ, đừng bỏ qua, quên chân thành thẳng thắn luôn. Áo này các chị ơi đừng bỏ qua. Tất cả các loại chân váy, chân vóc, quần sóc, quần sủng hoặc là quần bò, quần bụng là mặc được tất. Chị Thanh có em sốt chưa chị Hoàng ơi? Ok. Quần là 950.000 nhá. Em chốt rồi chị gái ạ. Siêu xuất sắc luôn. Cái không muốn cởi thật sự. Rất tiếc là nó không còn không về được chân váy đâu. Nó mà về được chân váy em mặc cho chị xem. Quần em mặc có bo gấu không? Không bo gấu đâu chị ơi. Này, eo ơi sướng lắm. Các chị ạ, lúc nào mà thích nằm ngủ thì nằm ngủ, thích nằm dài nằm dài. Nó chất xịn ý các chị ơi, nó là chất xịn nên là nó không bị lộ luôn. Dù các chị có rủ như thế này nó cũng không lộ luôn ý các chị ạ. Ôi quần này mặc nó sướng kinh khủng, hôm nào 50 độ lôi ra mặc. Áo thông mặc có màu khác không đấy? Không có màu khác ngoài màu trắng đâu chị. Chỉ có màu này thôi. Duy nhất một màu. Em mặc có bo gấu không? Áo đang mặc có một màu duy nhất thôi ạ.
Cái chợ chấm ba nên đi đâu áo đẹp thế này mà. Bộ phần này là theo hết. Áo đây mọi người không chốt này. Thế quá. Áo đang mặc em có một bầu. Chị đổi áo kia sang áo này mặc với chân váy em nhé, dạ được chị Hoa. Xuống cục. Cái này mà mix với cả quần giò váy chân váy thì nó lại hết nước chấm. Em xin phép được qua mẫu luôn nhá. Còn tôi thì nó lô mẫu nữa này. Nên mẫu này đi cho nó xinh gái. Đẹp chưa? Áo này mặc rất là nhẹ và mát. Alo, em đẹp ơi, chị xem đôi giày em đang đi với. Ok, đây là đôi này em đi cũ quá rồi. Đi nhiều quá nó cũ rồi, em cho chị xem đôi mới nha. Ơ, đi làm được chứ chị. Ôi trời ơi, văn phòng điều hòa có mà ngồi tè tèn tèn từ sáng chưa chưa đến tối. Đi đường thì lại quá là sướng. Đây. Thế nào mua cơ ghi mặc đi làm được đi em. Áo nào thì mặc đi làm đấy, được chị. Con này một size, không có size nhé các tình yêu nha. 60 cân cũng vừa mà 45 cân cũng chơi được, cổ rộng. Cổ kiểu à quên này còn cổ rộng, kiểu viền cổ to rất là xinh gái luôn này. Chị nào lấy ới em nhá. Mỏng mỏng nhẹ nhẹ êm ái. Em ái nhá các chị nhá. Comment hộ em là kẻ cổ đen nha. Kẻ cổ đen cho em. Ngon bổ rẻ xịn xò luôn này các chị ạ. Mã 609 ạ. 609 bác nào lấy con này quất luôn này. Mũ chị đội 3 lít. 420.000 áo em không đang mặc. Chị nào lấy múc luôn nha. 420.000. Vừa ngon vừa bổ vừa rẻ vừa xịn. Chất này ngon này cành bưởi. Mặc được luôn và ngay. Chị ơi giày này thì là bình thường. Chứ ôm gọn chân thì chị phải lấy ra nội địa chung chị gái nhá. Áo mặc 420 cho em ạ. 420 nha các chị, mã 609 giúp em ạ. Chị lên mã 609 giúp em nhá. Lên hộ em mã này là 609 ạ. 609 nhá các chị ơi. 609 kèm số điện thoại ạ. Một size ạ. Một size và một kẻ một màu này thôi ạ. Chị nào lấy thì ới em nha. Chị nào lấy ới em ạ. 420.000. Một size chị Hai Hương ơi. Chị Hương 777. Một size thôi ạ. Cái này chị Hương hoàn toàn lấy. Thoải mái luôn, 65 cân áo này cũng bất mặc được nhá. 65 cân áo này vẫn ngon. Em nói luôn chị nào mặc bé áo to ấy, mặc bộ này sướng cực. Em nói luôn sướng luôn. Bởi vì mặc vào auto nó sẽ rất là gọn. Áo này siêu dễ mặc, kể cả là béo bụng mấy cũng ok nha. Béo mấy cũng ok luôn. Áo này mặc rất gọn người ạ. Siêu gọn người luôn. Sướng lắm ấy. Chị nào lấy múc luôn đi ạ. Một thị size. Bà nhìn thấy xem mờ cho chị. Xem mờ cho chị đi. Ok chị Ân Hoa, ok. Xem mời em. Vâng, em biết rồi, chị đi em trắng gọn chân á chị ơi, giờ này em không tư vấn được giày ạ. Giờ này em lại chưa tư vấn được giày nhá chị nhá. Không, mông tơ ghi, trời ơi, đây phải phông. Bây giờ làm gì có phông mới nữa không nào, phông xả lốt thôi chứ còn không có phông em nay mới nữa đâu chị ạ. Mông tơ ghi rồi ạ. Mông tơ ghi hết nửa đấy nhá mọi người. Từ đầu lan đến giờ em đang lan toàn mông tơ ghi thôi. Chị nào lấy thì chốt đơn giúp em.
mỏng nhẹ mà mặc sướng. Chị nào đấy thì chốt 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 nha. Ok chị An Hoa nhá. Mọi người ơi, mọi người có hồng mông tơ ghi thì em lên mông tơ ghi thôi. Còn không thì hôm nay em sẽ nhặt riêng em sao cho các chị lỗ chứ. Xinh như mộng luôn ý. Mà cái quần này xong rồi không muốn cởi. Muốn cởi luôn. Nó nhẹ và nó mát. Cái này mặc chân váy, chân viết các thứ cũng rất là đẹp luôn. Đặt áo lót luôn đi, quên quên. Con lại quên mất chứ. Áo lót xin lỗi các chị đã quên mất tí thì em là chị quên mất áo một luôn. Nước siêu ngon. Cái này thích lắm. Chị ơi, quần này à, quần này là bao nhiêu nhỉ? 950 xuống cùng. Quần này đáng tiền, đáng để bỏ tiền ra để mua luôn. Chị áo tông đang mặc áo này đẹp chị ạ. À? Em nói thật áo này đẹp, chị Hoa Tạ. À? Em nói luôn nhá, 420.000 thì 420 nhưng mà các chị mua đầu mùa như này chất của nó cực kỳ ok luôn. Chứ sau này chưa chắc 420 bỏ, các chị bỏ ra 450 chứ chưa chắc là có những cái chất đẹp đẹp như thế này luôn. Bởi vì sau mẫu mã có thể là nhiều các kiểu là điều nhưng mà để nói về chất thì đầu mùa nó vẫn là ngon lành cành bưởi nhất luôn đấy. Em nói thật, chị Mai Loan ok chị. Chị nào lấy điều với em nhá, hôm nay nhà em ra về thì cái áo mực đại này này. Thật sự là 10 người mặc cái áo này ấy, có ngực rồi ấy. 10 người mặc áo này đều kiểu feedback khen luôn. Hôm nay em sẽ chính thức giới thiệu nó đến cho các chị tất tần tật mọi người. Các chị tự tin mà chốt đến dăm 3 cái. Đủ size từ 36 cho đến 40 rồi. Có đủ cả 36 nhá các chị nhá. Hôm nay có cả màu da sáng này. Còn đây là màu da nhá. Màu da sáng, màu da và màu đen. Áo này này nhất định các chị mập mập béo béo ngực người ngực to ấy thì các chị tranh thủ mua con này hộ em. Eo ơi mặc sướng thần sầu luôn, em nói thật thoải mái mà phê, mặc nó phê hết cả cái người luôn. 300.000 một áo, em bao đẹp toàn tập luôn. Trời ơi áo này nó mê chứ ê kéo dài đâu ấy. Mọi người chấm bài lên cho em đi. Các chị chấm bài cho em đi ạ. Không mua cũng chấm lên giúp em với. Để nó không bị ẩn bài của em nhá. Áo ngực em giới thiệu luôn nha, là nhà em về đủ mà đủ size. Đủ size, đủ màu. 36, 38, 40. 36 dành cho các chị người vừa vừa phải phải. 40, riêng size 40 dành cho các chị người siêu to nhá. Người siêu to luôn mà khó mặc áo ngực ấy. Những chị mà gần như là bầu ngực chưa bao giờ chống được ấy. Áo mông tơ ghi lào màu đỏ cho chị con. Có sắt lách mông tơ ghi đỏ đẹp lắm. Nhưng mà em còn chưa lên hàng cao cấp đắt tiền đây này. Em chưa lên thì em lên luôn. Còn mông tơ ghi màu đỏ. Ủa mông tơ ghi các chị cứ từ từ ạ. Chứ phát ăn ngay là chưa có. Vì về dần các chị ạ. Không dám về ồ ạt một phát hết tất luôn đâu các chị ơi. Cái áo ngực này chị nào lấy thì nhanh tay hộ em nhá. Cái áo ngực này chị nào lấy thì nhanh tay hộ em. Các chị ngực to em nói luôn, các chị ngực to tranh thủ mà chốt nha. Em nói luôn là siêu đẹp. Các chị không cần phải đi mua chai ẩm 1.6 triệu với cả 1.7 triệu làm gì cả. Con này thôi phê chưa e kéo dài tít tắp luôn.
còn còn một mã áo ngực nữa lên lên nốt đi em. Bộ. Ừ, bộ. Nhầm đây ạ. À. 36 38 40. Size dành cho các chị gọi là ngực khủng đó. Comment mã này ngực khủng đại cho em ý, cho dễ. Chất lượng thì em nói là nó là số 2 thì không đứa nào đứng ở vị trí chủ nhật đâu ạ. Không con nào đứng ở vị trí chủ nhật được. Phải ngực to nhá. Và yên tâm ạ. Đây ạ, à, em ngoằng lên em cho các chị xem là cái phần thư hộ chị đấy cả. Em cho các chị xem cái phần đây đây đây. Đấy, ngực là phải kiểu như là như em là phải độn hai lần độn đấy. Ở đây ra để ngoắc cái này vào. Đây, cái này. Đây này, các chị ơi, nó không bị há miệng ra đâu. Và là ôm trọn hết cái phần ngực của các chị luôn. Đây này, các chị ơi, nó ôm trọn hết cái phần ngực nhá. Và đặc biệt này, các chị ơi, bình thường các chị ngực to đúng không? Nó, quả của nó chị từ đây đến đây. Đó, bắt đầu cái chỗ lách này này các chị ạ. Một đống mỡ thừa chỗ lách này luôn. Trời ơi, mặc áo nào chỗ này nó cũng cục ở cái lách lên, nó xấu kinh khủng điền. Các chị ngực to ấy, kiểu bát quả là không đỡ hết đấy các chị. Xấu. Đây, con này nó là còn luôn nốt cả, nó còn combo bao trọn nốt, làm gọn nốt cả cái phần thịt thừa chỗ này luôn. Nhá, mỡ thừa thịt thừa chỗ này luôn, êm ái vô tận luôn. Và mặc lên nó phẳng lưu, nó không hằn cục hằn cục. Các chị ơi, không hằn ngấn. Đấy là cái điều mà cái áo này nó hướng đến, phải nó xuống luôn. Điện chuyến ship luôn, ok chị. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nha. Áo này là 300.000. Mốt nhà Kim Thông mặc áo ngực ngoài áo các thứ để like. Ok chị, Bùi Thị Ngọc và 2 cái 40 ạ. Áo này em nói luôn, chị nào mà như chị mặc được size 40 về mà mặc thích thì mua sẵn 6-7 cái các chị ạ. À. Em nói thật, size 40 bọn em ít đặt lắm, gần như không đặt size 40 luôn. Bình thường chỉ có 34, 36, 38 thôi, 40 thì ít lắm. Này không phải được 34 nhỉ? Không. Chả có 34 lốt ấy, về được có 3 size kia thôi ấy. Chị nào lấy thì đó, mọi người ơi, em quảng cáo có 3 màu. Các chị cứ thử nhá, thử thích thì chỉ có nghiện thôi. Còn đấy siêu nghiện. Đây, mã tiếp theo. Em tiện có mà luôn, em live stream luôn cho hỏi như kia thì đấy nhá. Đấy, đây. Cái này cũng phải là dành cho các chị có ngực một tí, mặc nó mới đẹp được. Còn không có ngực thì thôi. Hơi có ngực là đã đẹp rồi. Phải có ngực, phải bằng cam. Đây. Con này đẹp kinh khủng. Cả bộ nhá. Ok chị Nguyễn Ngát ạ, size 40 ạ. Ok chị. Ôi trời ơi, bảo sao nó mắc hóa ra không? Còn cái quần. Chị Quỳnh, trời chị ơi. Ơi, cho em số điện thoại đi ạ. Cho để ý nó có cái quần. Cái này là cả bộ luôn, đẹp. Cái này bán cả bộ nữa các chị. Không bán giờ luôn. Của ma. Cái phần đỡ quả dưới này đẹp nhỉ. Quả này tròn vo như kiểu gái 18 luôn. Tròn vo như gái 18. Là mang gì? Set bộ gen. Bộ gen cho em ạ. Quần đẹp. Đẹp cực. Chị cái 40 á, ok, áo ngủ áo con 38. Áo em mặc 420.000, chị ơi, áo em mặc là 420.000 nhá. Đây quần của nó đây này. Thôi bị ngon lành cành bưởi đấy các chị ạ. À. Đây cả bộ luôn. Úi giời ơi. Bộ này em bán tặng mọi người 350.000 một bộ nhá. Em bán tặng mọi người 350.000 một bộ. Trời ơi, bikini 350.000. Hơi bị ok đấy chị ạ. Hơi bị đẹp luôn. Đỏ đen hai màu. Bộ này đẹp lắm các chị. Bộ này đẹp cực.
Em nói thật bộ này đẹp lắm các chị ạ. À. Em nói luôn. Bộ này mê lắm. Đủ size không em ơi? Có size 34, 36. Không 38 à? 34, 36 các chị ạ. À. Bộ đẹp lắm các chị ạ. À. Ôi ôi mê lắm. Có 34 và 36 nữa ạ. Nhìn chúng nó mặc mình. Mình đầm mà còn nhỏ hết cả nước miếng. Bộ này chị... có 38 nữa ạ. Áo đang mặc là 420 ạ. Đẹp. Rất đẹp. Áo đang mặc là 420 nha. Em xin phép là qua mẫu nha các chị ơi. Chị nào lấy thì múc lốt nha. Áo ngực có màu đen và màu đỏ, màu trắng. Chứ nhưng mà màu trắng đó chị nào có thích thì nhích thôi. Thường thường này nó đen đỏ. Nói thật. Thường thường là đen đỏ. Các chị ơi, thế gen của nó cũng phê luôn. Gen của nó cũng xịn xò. Em bán tặng các chị là 350 nha. Còn bình thường không có cái giá này đâu các bác ạ. Bình thường không có cái giá này đâu. Gen của nó gen xịn đây này. Đó. Phê lắm. Ken cách, ken cách. Mê lắm các chị ơi. Chất liệu phải nói là đỉnh của sầu luôn. Gen tay của nó mềm mịn luôn các chị ạ. Chuẩn siêu cấp nha mọi người nhá. Chuẩn phê pha. Đấy. Trời đất ơi, mê luôn. Y set này đỉnh, 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 đỉnh. Siêu đỉnh, nội y phải nói là đứ đường. Ok chị Thanh Vân Thanh. Ok chị Bùi Thị Ngọc set. Set nhá. Set chị bảo bao nhiêu? 3,5. Chị Vi Tuân kìa. Áo em mặc 420 chị ạ. Quỳnh Chi Linh ok rồi ạ. À. Chị Vi Tuân đây ok rồi ạ. À. Áo thông mặc em chốt đơn ạ. À. Chị Thanh Vân Thanh ok. Đẹp lắm. Em xin phép là qua mẫu nhưng mà rồi em qua cả mẫu quần luôn. Con chân váy em nhỉ. Chân này đẹp chị. Hơi bị xê cho chị thử một xem. Đọc cho. Đúng rồi. Hết xinh. Chân kín đi thế. Ôi dép này còn sao 37, 38 à? Thứ. Đâu ạ? Con đi đi. Đang ghi là đôi 7 7 trăm 8 đúng không? Nó thằng gì đâu nhỉ? Có thằng gì không? biến tấu phát nó lại tranh xóa ớt ngay. Chị nào lấy nhanh tay hộ em nha. Xếp áo ngực rồi ok ok chị. Ok chị Nguyễn Hòa nhá. Chân váy em còn một con size M ạ, à, eo 74 quay trở về chốt đơn hộ em. Con này là bao nhiêu nhỉ?
900 ạ. Còn một con có một cái size M. Còn một con ạ. Size M. Size M ạ, em bán tặng lốt 800. Còn một con bán tặng lốt 800 nhá. Chị nào lấy nhanh tay của em chân váy á. Các chị ơi combo luôn cả cái áo kẻ em đang mặc đi, xinh lắm. Em chốt rồi chị. Chị nào lấy nhanh tay của em này. Trời ơi siêu con mà xinh luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn nha. Dép em đang đi là 780. Thị xeo lốt. Còn có một đôi 37 với hai đôi 38. Trông giống dép xịn. Trông giống đôi 2 triệu 2 ấy. Cái này là pha kê. Chị nào lấy chân váy thì ối em nha. Lốt còn một cái ạ. Thanh thì lốt 800 hàng cao cấp nha mọi người. Mọi người đừng nhầm với cả cái này hàng rẻ ạ. Hàng rẻ các chị ơi chỉ chụp ảnh đẹp thôi. Còn mặc thì dĩ nhiên là không thể đẹp được, hàng xịn được ạ. Đấy. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó nhá. Chị nào lấy cái chân này thì ối em. Còn một con em bán lốt này. Cái này phối với cả chân váy rất là xinh. Chị nào lấy báo em ạ. Chị hứa phân chân váy ạ. Ok nhá chị. Áo nằm hai lớp em còn ạ. Chị ơi chân váy là size M thanh lý nốt là 800 nhá chị nhá. ML 3 size chân váy. Áo đẹp cưng khủng luôn, hai màu. Màu kẻ be và màu kẻ đen trắng. Em đang mặc là kẻ be. Và có một màu nữa là màu kẻ đen trắng. Siêu xinh, chân váy 900. Chân váy 900 nhé mọi người. Áo bao nhiêu tiền vậy? Chốt cho chị chân váy. Ok chị Hứa Vân. Áo trước là 42. Áo này này. Đọc mã cho chị Hứa. Áo này là mã gì đấy? Để cái nào có mã lên đầu tiên luôn. Áo này là mã 589 ạ. 589 một size dáng suông nhá, dáng suông ai mặc được. To cũng mặc được, gầy cũng mặc được luôn. Ok chưa ạ? Em bán tặng áo này với cái giá là gì ạ? Đầu mùa này 400 ạ. Áo kẻ ok, chị ơi lấy đi 65 cân quay trở về mặc áo này vẫn ok. Mặc được luôn mà ngay, không phải chờ đợi một ngày, một giây, một phút nào nhá. Ok chưa ạ? 400 ạ, chị nào lấy ối em. Các chị ơi nhanh tay cho em đi. 400, nghe kỹ hộ em. 400 nghìn nhá các chị nhá. Vào đi chị. Nghĩa là áo đang mặc bộ nhá.
400.000 mọi người ơi, mọi người ơi, con này 400.000 mọi người còn trần trừ nữa là hết mất màu luôn ý mọi người ạ. Combo cả set à, cái này có cả quần của màu này luôn, quần cũng là màu như thế này luôn ạ, rất hợp với tông áo nhá. Tông của em là màu be, tông của nó là viền be pha đen, còn đây là trắng pha đen nhá. Cái cổ lô nó đây này, be này, đây này là trắng này, nhìn nó khác nhau hoàn toàn chứ nó không phải là trắng tinh đâu đó, rất là xinh. Chị nào lấy thì nhanh tay của em nha, xinh lắm. Dạ, chị nào lấy nhanh tay của em ạ. Chị Hòa em ok, bộ tơ lụa lâu chưa nhận được, thế bộ tơ lụa lâu một size nhé các chị ơi, áo một size. Chị nào lấy áo thì cho đơn nào của em ạ. À, chị Luyện chưa một size thôi chị ơi, lấy thì ok của em, cắm thùng vào là được tất. Lấy bé tí mà quả cũng ok luôn. Nó xem chị ạ. Chị nào lấy nhanh tay của em nha. Áo 400, chân váy là 900 ạ. Chân váy đủ size SML. Chân váy đủ size SML ạ. Áo 1 size nhá các chị nhá. Chị nào lấy thì để lại số điện thoại cho em. 2 màu. 2 màu ạ. Không có 38. Ở góc sườn ấy. Mọi người ơi, lấy chấm bài lên giúp em đi. Bội thực à? Bội thực mông tơ ghi à? Thật sự set này nó quá đỉnh luôn ấy. Set mặc ngon bổ dày. Mọi người chấm bài cho em, chất đẹp nhá. Chất này quay máy tẹt. Chất này quay máy tẹt luôn, kể cả cái von ra kính của này của nó cũng thế này. Nó mềm ạ, à, nó mềm mà nó không bị lát à, nó không bị nát kính nhá. Nó không bị nát kính đâu mọi người ơi, xinh lắm. Con này yêu ơi là yêu luôn. Ôi mà nó không biết đâu thưa ơi. Cái này bảo mẫu này cho. Con này nó không biết được đâu em ạ. Alo alo, có ai hỏng cái dòng mông thương đi nữa không ạ? À? Để em đây nè. Xinh luôn. Ui nào cái con này em thấy đẹp thế mà. Các chị ơi chấm bài lên cho em với. Các chị ơi chấm chấm đi ạ. Qua mông tơ ghi nhá, em không lên mông tơ ghi nữa. Mọi người dò like sau ạ, vào like sau em lên thanh lý lốt quần nhá. Thanh lý lốt quần ạ, vào bộ. Các chị vào like sau giúp em nhá. Vào like sau giúp em. Chị nào lấy cái áo như em Thông đang mặc thì chốt đơn hộ em. Con này quá xinh cả set luôn. Chân váy 800. À quên, chân váy là 900. À, áo là 400.000 nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người. Mọi người có thể chụp ảnh lại màn hình. Sau đó thì inbox cho em nhá mọi người nhá. Goodbye và hẹn gặp lại các chị ở like sau.